quý vị, để thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh thì bản thân công nghiệp hỗ trợ cho ngành này phải đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng. Thế nhưng thực tế là việc phát triển công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao chỉ là bài toán mới đặt ra với nhiều thử thách ở phía trước. Trao đổi tại hội nghị xúc tiến đầu tư công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao diễn ra sáng ngày 16 tháng 4, ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, bốn ngành công nghệ cao được chính phủ định hướng phát triển gồm tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới và công nghệ thông tin v.v. của Việt Nam chỉ mới phát triển ở giai đoạn đầu. Vì vậy, công nghiệp hỗ trợ cho các ngành này lại càng nhỏ bé. Theo ông Quang, thu hút đầu tư cho phát triển công nghệ hỗ trợ công nghệ cao là bài toán khá dài. Trong đó, các chính sách ưu đãi về cơ bản đã có nhưng còn rất dạn trải. Một số doanh nghiệp nội địa muốn tham gia đầu tư vào mảng này thì cho rằng ưu đãi là chưa thấy rõ ràng và cần cụ thể hơn. Bà Trương Vân Tiên, Giám đốc Công ty Cơ khí Duy Khanh cho rằng, chỉ việc đơn cử việc ưu đãi vay vốn cũng chưa thực sự phù hợp với đặc thù của ngành công nghiệp hỗ trợ mà mình hoạt động. Vay thì phải có được cái nguồn vốn đối ứng 30%, thì cái đó cũng được, nhưng mà một mặt khác thì lại còn phải có thế chấp nữa, thế chấp bằng tài sản. Trong khi đó, đôi khi để đầu tư, đặc biệt là trong cái lĩnh vực cơ khí chính xác như vậy, thì cái việc mà vốn đầu tư thiết bị mà cơ khí chính xác cao là nó rất là lớn. Trong khi đó, cái thời gian thu hồi vốn thì chậm. Thì với cái 7 năm mà cái thời hạn là có thể cho vay được, thực sự nhiều khi 7 năm mà khấu hao thì chắc là doanh nghiệp hạch toán là chỉ có lỗ thôi. Cho nên nếu như mà có thể kéo dài được cái thời gian hơn tới 10 năm chẳng hạn, và nếu như có thể là cho vay tín chấp một phần nào đó, thì có thể là doanh nghiệp sẽ có được cái cơ hội để mà tiếp cận với lại cái công nghệ cao hơn. Còn theo bà Lê Bích Loan, Phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong việc đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao nằm ở phía doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghệ cao nước ngoài vào Việt Nam vẫn khó khăn ở khâu nguồn cung nguyên vật liệu nội địa, do ít tìm được đối tác đủ năng lực. Thật ra đó, cái phần thu hút ngành công nghiệp hỗ trợ hiện nay chúng ta đang vướng không phải là cái chỗ là chính sách, mà là chính là thực sự là cái phần đó là phần bản thân các doanh nghiệp nội địa chúng ta chưa có đầy đủ về năng lực cũng như là sản phẩm chất lượng để trở thành một cái nhà cung ứng tham gia trong cái chuỗi supply của các tập đoàn, của các doanh nghiệp sản phẩm công nghệ cao. Riêng trong tại thành phố thôi, chúng tôi cũng đã có là tiền thuê đất ưu đãi này, rồi hỗ trợ vay vốn này, rồi hỗ trợ cung cấp thông tin này, rồi hỗ trợ đào tạo. Tức là bằng mọi cách chúng ta làm sao để đẩy mạnh được cái năng lực của chính bản thân doanh nghiệp Việt Nam tham gia cái chuỗi cung ứng này. Hiện nay, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTB đã quy hoạch 14 hecta dành cho các dự án đầu tư vào công nghệ hỗ trợ công nghệ cao. SHTB cũng đang chào mời hàng loạt ưu đãi về nhiều mặt như giá thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, vay vốn, đào tạo và thông tin cho các nhà đầu tư. Song bà Loan cũng cho biết, nhằm để đáp ứng kịp nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, khu công nghệ cao đang kêu gọi cùng lúc các nhà cung ứng thế giới và trong nước đầu tư.